mình nhớ đám người OTT. Dương Vinh Quân sau khi kết thúc đã đến phòng nghỉ ngơi lớn đó. Vừa nãy tổng đạo diễn hình như cũng đã vào. Tôi đu xem chuyện gì. Kéo lại. Chắc là nhân viên làm việc không cẩn thận làm hỏng đồ gì đó thôi. Vội vàng. Cô nhìn đúng lúc bọn họ phải thu dọn kia. Có lẽ là có người nhìn thấy biểu hiện của nam hướng vãn quá tốt. Ừm. Trong lòng mất cân bằng đang nổi nóng. Lúc này cô ấy qua là đụng phải họng súng bụng cô kêu đấy. Cơ thể vẫn đang phát triển nhỉ. Tôi có đồ ăn lót dạ, đến ăn chút đi. Sếp, đến chỗ cô chung ăn đi. Ừm ừm. Cùng lúc đó, đạo diễn trương, chuyện này là sao vậy? Đã nói nam hướng vã là người mới không cân quản mà. Ông coi người có trình độ đó là người mới sao? Tôi vừa hát xong thì đến lượt cô ta, đây không cố ý để tôi xuống sân khấu được sao? sao tôi xui xẻo vậy được rồi ti ti đừng giận nữa đạo diễn trương lại xem tình hình đi tư thế của thần nam hướng vãn chủ để lên thẳng tóc một hot shot. thăng tư thế của thần nam hướng vãn thăng lúc cô ấy hát lượng người xem livestream đã gấp mấy lần trước xem xong còn đi ngay lập tức nhóm tuổi của những người dùng bỏ phiếu cho nam hướng vãn cũng không có người chưa thành niên số lượng dữ liệu rất chân thực không thể giảm phiếu bầu của cô ấy Cô đã biết rõ thẩm mỹ của giới trẻ sao? Phiền não. Đạo diễn Trương, như vậy không hay đâu. Chớt tịt, sớm biết vậy đã đối xử với cô ấy tốt hơn chút rồi. Các vị tiền bối yên tâm. Nịnh bợ, cô ấy hát tốt là một chuyện, bỏ phiếu là một chuyện khác. Mọi người có thể tin vào mắt nhìn của các khán giả. Đúng, tin tưởng vào mắt nhìn của các khán giả. Xem ra số phiếu có thể được thao túng. Hiện tại kênh bình chọn đã đóng cửa, không thể bỏ phiếu nữa. Để chúng tôi mời 8 vị thí sinh về sân khấu chờ đợi kết quả vòng 1. Nam hướng vãn, lại gặp nhau rồi. Lần trước chương trình cô ra mắt cũng là tôi chủ trì, đúng là có duyên. Người chủ trì không tinh ý, cố gắng mỉm cười. Hai người ở vị trí trung tâm, vậy mà lại chào hỏi Nam hướng vãn trước người có ít kinh nghiệm nhất. Anh Dương cảm thấy mình biểu hiện kỳ này thế nào? Tôi không chắc người trẻ trên mạng thích phong cách gì. Titi của chúng tôi liên tiếp đạt được giải kim khúc trong 2 năm, thứ hạng kỳ này chắc chắn sẽ rất tốt. Bản thân cô có nắm chắc không? Tôi 19 tuổi ra mắt, bây giờ đã 5 năm. Thực ra tôi không để ý đến việc cạnh tranh với các tiền bối. Tôi càng hy vọng bản thân đột phá tuy có thể tôi không hiểu được phong cách của người trẻ nhưng tôi biết người trẻ đang theo đuổi phong cách gì ý của anh dương là anh hỏi nam hướng vãn xem gần đây có phải có chuyện muốn nói với mọi người không địch ý rõ ràng như vậy vậy thì mình cũng không cần khách sáo nữa tôi không biết ông muốn nói gì thì cứ nói đừng vòng vo nữa ha nam hướng vãn muốn cho mọi người bất ngờ phải không Chương trình vừa bắt đầu đã bị bôi nhọ như vậy, bây giờ chắc đang là lúc quan trọng. Dù sao phiếu cũng chưa ra, chúng ta xem hot search trước đi. Livestream trước khán giả cho mất mặt đi. Xem đi. Tôi không sao. Nếu đã nói như vậy, thản nhiên, lo lắng, phiền chiếu màn hình lên để cùng xem nhé. Mong thần yêu ái theo thời gian thực lên thẳng top một hot search kia. Xem ra mọi người rất thích bài hát mới của cô lượng người xem livestream cô hát cũng vượt con số cao nhất lịch sử chương trình thì ra cô còn là nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh phí lớn của đạo diễn phùng vào dịp tết đó bộ phim đản lật tinh không thản nhiên nam hướng vãn cô luôn mang đến sự bất ngờ cho mọi người anh dương anh muốn nói người trẻ nên theo đuổi kiểu phong cách này phải không sao toàn bộ hot shot bôi nhọ cô ta đều biến mất hết vậy vốn dĩ muốn khiến cô ta mất mặt cuối cùng lại thành quảng bá giúp cô ta